Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện còn một vài quận huyện chậm chi trả cho người dân trong lần hỗ trợ đợt 3. Thông tin về việc chi trả gói hỗ trợ đợt 3, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện đã có 5,5 triệu người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhận hỗ trợ, trong đó 17 quận huyện có tỷ lệ chi trả trên 80% và còn một vài quận huyện có tiến độ chi trả chậm, nguyên nhân là do lúc mới triển khai phần mềm phục vụ việc chi trả hỗ trợ bị chậm, sau đó công ty phần mềm Quang Trung đã tháo gỡ. Hiện nay vẫn còn một số quận huyện chi trả chậm do địa bàn đông dân cư, nguồn kinh phí chuyển về địa phương chưa kịp thời. Tuy nhiên, các địa phương cam kết sẽ hoàn thành việc chi trả đúng tiến độ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Lâm nói: Đối với vấn đề trình tự thủ tục nuôi dưỡng trẻ em cơ nhở, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết đã được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 103 và Thông tư 23 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo ông Nguyễn Văn Lâm, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thuận lợi, không gặp khó khăn. Thành phố hiện đang có 8 trên 16 cơ sở bảo trợ xã hội có chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em và ngoài cộng đồng. 2.968 em đang được nuôi dưỡng tại 56 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, 35 máy ấm nhà mở. Sở đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ về chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại các nơi này. Thưa quý vị, tuy thời điểm hiện tại dịch bệnh đã có chiều hướng suy giảm, được kiểm soát, thế nhưng chúng ta không thể chủ quan, lơ là. Hãy thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước cũng như địa phương nơi bạn sinh sống, cùng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin trưa 21 tháng 10 của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.